Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của em. Kênh của em là shop phụ kiện bán đồ PCP anh em nhé. Thì hôm nay em lại tiếp tục cái chương trình quay video giới thiệu cho anh em về một cái mẫu kính ngắm mili ngắn gọn dành cho anh em nào mà thích nhá. Ngắn gọn hoặc là thích kiểu như chơi talon hoặc là chơi loại súng gì cũng được mà. Thế là anh em mà thích cái độ ngắn gọn thì anh em chọn cái mẫu kính này là rất là phù hợp. Đấy, thì hôm nay thì em cũng về được đôi thùng, nhưng mà em bày đây chỉ có vài cái thôi. Thì anh em biết cái thời gian này thì đang dịch cúm các thứ các kiểu, đâm ra là biên Trung Quốc là đang đóng, cái hàng rất là khan hiếm. Thì anh em nào mà có ý định mua thì mua luôn đi, không đến lúc mà cháy hàng là không có hàng, là cho anh em chơi không có hàng phục vụ anh em đâu. Đấy, nên anh em nào mà có ý định mua thì anh em mua luôn nhé. Thì cho phép em lại được giới thiệu về cái cách thức giao dịch cho anh em nào mà chưa mua bên shop em hoặc là chưa biết, thì shop em vẫn là luôn luôn gửi gửi COD nhá. Thì có nghĩa là gửi tận nhà anh em nhá. Đấy, thì anh em chỉ cần nhấc điện thoại lên gọi điện đến số 0366265552 là anh em có thể đặt hàng thành công anh em nhá. Đấy, thì không nói nhiều nữa, bây giờ em sẽ đi sâu luôn vào cái sản phẩm mà gọi là kính em đang muốn giới thiệu cho anh em. Thì anh em nhìn đây, đây là chiếc hộp kính, đây hộp kính của nó thì bọc rất là ok nhá anh em nhé. Đấy, thì bây giờ em báo giá luôn công khai của kính này thì đang là 900.000 anh em nhé, 900.000 là bao ship. Đấy, thì anh em mua cái dòng kính với cả van bình các thứ bên em thì anh em không cần cọc, còn riêng về khung lỏng thì anh em cọc cho em từ 50 đến 100, còn riêng về kính ngắm van bình là không phải cọc em nhé. Đấy, thì bây giờ em sẽ đi khui hộp cùng anh em xem bên trong nó có những cái phụ kiện gì đi kèm hay là có những cái gì mà gọi liên quan đến kính anh em nhé. Đây, thì nói đến kính thì tất nhiên là phải có kính rồi đúng không anh em, nhưng mà cái phụ kiện đi kèm thì bây giờ em sẽ cùng anh em mở hộp. Đấy, thì đập vào mắt anh em luôn là cái hộp kính đúng không, cái hộp chân dây nữa này, hộp chân dây kẹp kính này, chân dây 11 anh em nhé, chân dây 11. Đấy, và đây là nhân vật chính, đây là chiếc kính của anh em, chiếc kính anh nhá. Đấy, kính thì được rất là bọc kỹ càng, được bọc đây em cởi cho anh em xem, bọc rất là kỹ càng nhá. Đấy, phụ kiện của nó đi kèm thì là một chân dây rồi, đây khăn lau kính này, khăn lau kính và quyển sách hướng dẫn này, có thông số của kính này và hướng dẫn anh em chỉnh kính như thế nào anh em nhé. Đấy, còn quay lại chiếc kính thì đây anh em xem, bọc rất là kỹ càng, được bọc 3 lớp anh em nhé. Lớp đầu tiên là lớp ni lông và lớp 2 là lớp chống sốc anh em nhé. Đây, có cả gói chống ẩm anh em nhé. Đây, và phụ kiện đi kèm của nó nữa là một ống chống lóa anh em nhé, một ống chống lóa và hai lắp cao su lắp bịt, hai lắp cao su lắp bịt anh em nhé. Thì anh em nào chơi rồi thì cũng biết là chỉnh kính các thứ như nào, nhưng mà không, em vẫn nói qua cho anh em những anh em nào mà chưa biết. Đấy, thì đây giới thiệu anh em, đây là cái zoom, có nghĩa là zoom to zoom nhỏ anh em nhé. Đây, zoom to zoom nhỏ là ở đây, từ 3 kính này có thông số là 3 × 9 × 32 anh em nhé. Đấy, thì đây ở đây có cái nút dấu chấm trắng này anh em nhìn thấy không. Đấy, đây cái nút dấu chấm trắng này anh em nhé. Đây, đây nó chỉ vào cái số nào thì là độ zoom ở số đấy anh em nhé. Đấy, zoom 3, zoom 4, zoom 5, nhưng thường thường anh em chỉ chơi cái kính mini này chỉ zoom 3 đến zoom 4 thôi anh em nhé. Đấy, còn cự ly thì đây anh em nhìn đây, cự ly thì có 20 30 50 100. Đấy, anh em chỉnh cũng ở đây cũng có một cái dấu chấm trắng này. Đấy, anh em nào mà chơi qua rồi thì am hiểu, còn những anh em nào chưa biết thì đây em giới thiệu. Còn trên này là nút chỉnh lên chỉnh xuống anh em nhé, up là xuống này, down là lên này, down là xuống anh em ạ, down là xuống anh em nhé. Đấy, thì khi anh em chỉnh nếu mà ok thì anh em vặn cái bánh răng này siết chặt nó vào nhá, để em khóa cái núm chỉnh anh em nhé, có nghĩa là không chỉnh, không xê dịch được cái núm chỉnh này nữa anh em hiểu không. Đấy, khóa này là anh em không xê dịch được nữa.
Đấy. Trên này là chỉnh lên chỉnh xuống này, bên này thì tất nhiên là trái phải rồi anh em nhé, bên này là trái phải này, còn bên này là đèn hồng tâm anh em nhé, hỗ trợ anh em bán đêm. Thì bây giờ em sẽ soi cho anh em xem cái tâm của em. Đây tâm đây, tâm thì là tâm cộng anh em nhé. Đấy, tâm cộng tâm mảnh anh em nhé. Thì xoay gần này thì nó zoom sẽ bị kiểu như là nó sẽ bị mờ ấy. Đấy, khi nào mà em có cái thời gian hoặc là khi nào em có cái điều kiện em test thực tế cho anh em thì anh em có thể biết rõ hơn. Đấy. Còn đây. Đèn chỉnh hồng hồng tâm này. Đây. Chỉnh đỏ nhá. Đấy. Chỉnh xanh nhá. Đấy, có hai màu anh em nhá. Chỉnh xanh đỏ. Thì kính này em đang bán với giá là 900. 900 anh em nhé. Đấy, thông số thì là 3 trừ 9 nhân 32 AOE AONL đấy anh em nhé. Đấy thì tất cả trên đây là những cái mẫu là những phụ kiện và phụ kiện đi kèm đấy. Còn thôi em cũng xin được phép được kết thúc cái video này ở đây. Mong anh em xem video ủng hộ shop một like, một đăng ký kênh nhé. Chào anh em và hẹn gặp lại anh em vào những video tiếp theo.